Vâng, bên em vừa setup và bàn giao cho chị Trong ở Hải Dương một cấu hình loa karaoke. Hôm nay đôi loa gồm đôi loa B12. Mẫu loa này thì không cần phải nói nhiều về chất lượng nữa. Bên em có những cái video đi lắp đặt ở khắp tỉnh thành, và một súp F1002, một đẩy X22 và mic 321. Cấu hình combo của chị Trong hôm nay bên Zika chúng em bàn giao để cho chị kịp chơi Tết. Và đây là món quà của anh nhà chồng chị Trong, là công tác bên Đài Loan, mua tặng vợ ở nhà chơi Tết và gia đình. Oh,